lúc vâng, cái này nó khác hẳn cái này là cái chắc đôi tiền à. Ngày xưa mà lúc đầu lúc ý là mua đôi này nó là 3 triệu rưỡi, đôi này nó là 5 triệu 6, cứ gần gấp đôi tiền này, lúc nào cũng gấp đôi tiền nữa. Vâng, đây nha các bác nha, đây là các bác trước là mua 450 với những BB bên em thì bác lại có những cặp loa này. Mua thì các bác mua loa bãi thì đây là đúng là bãi, nhưng mà người ta chỉ lau thôi, không biết chạy keo nhá, không chạy keo, không thêm cái công nhân vào đây chạy keo đấy, cho nên nó sẽ bị vinh vinh cái này ra đấy, nó sẽ bị vinh vinh này đấy, vinh vinh ra, vinh ra đấy các bác ạ. Cho nên là khi hàng bãi, tại sao các bác thích mua bên em là này, về rõ ràng là đẹp nhưng bên em vẫn phải tuốt keo, nó cứng nhắc vuông này đấy, loa các bác dùng nó sẽ được đẹp mãi nha các bác nhá. Đấy. Và cái thêm nữa là gân zin nữa, gân zin là các bác sẽ mất tiền, vừa mua xong một thời gian rất ngắn tự các bác, mà nếu các bác không biết là để một thời gian nó còn hỏng côn cơ đấy, cho nên là các bác đừng yêu cầu gân zin. Nhiều khi gân zin của BIK với BOB ấy là không tốt đâu, em nói luôn các bác. Một số bác vẫn cứ yêu cầu gân zin thì em chiều các bác thôi, nhưng khi mà nó bị như thế kia hay bị lỗi dụng gân ấy là các bác phải mất tiền đấy, lúc đấy là nhiều bác là chỉ vì cái gân thôi mà các bác mất tiền triệu, bác thay không đúng chỗ, thay được 3 lần mình cũng chưa được cái gân mà cuối cùng loa lát bét đấy. Vâng. Có những cái zin thì tốt, có những cái không được zin đấy, và này rất là vâng, nhiều cái rất vô lý các bác. Có nhiều cái zin thì tốt và nhiều cái zin không tốt, cái đấy nó là thực tế đấy các bạn, thực tế. Mua cái xe bãi thế lốp zin là mất tiền, lốp mà vừa thay xong là không mất tiền, đúng không? Đấy, tội gì mà cứ đòi lốp zin ạ, lốp zin mới gân zin, loa này mà gân zin là hỏng nhá. Thì, nhưng mà lại có những dòng loa thì nó lại zin đấy, cho nên các bác đã có kỹ thuật hiểu đam mê về âm thanh là các bác sẽ hiểu cái điều này đấy. Các bác theo dõi kênh, các bác theo dõi em chia sẻ nhiều thì các bác sẽ có những cái kinh nghiệm đấy, đỡ mất thêm cái tiền hoan, mất cái tiền công nọ kia đấy. Vâng, em cảm ơn các bác đến từ Nam Định đến nâng cấp và mua những cặp 450, cặp bốt đấy, rất là xa các bác đến với em tham quan và chơi thôi. Bác này cũng đã từng đến các bác kể trước những lần mua đầu tiên bác đã đặt trên điện thoại không cần phải đến đấy. Đây là bác tình cờ đến chơi, bác có công việc ở gần khu vực em thì bác qua thôi, chứ không phải là chẳng tội gì mà đi 4 tiếng đồng hồ mới đến Ngọc Quang, đúng không? Phải không ạ? Chẳng tội gì mà 4 tiếng mà. Cảm ơn các bác rất nhiều.